got that. Ok, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Tân. Và hôm nay chúng ta sẽ dù mà lâu vãi nồi rồi mà chúng ta không quay trở lại với lại The Comma, gọi là gì, The Comma 2. Hỏi cho em bạn gì và anh em cái khế. Để mà nói thì anh em cái khế chúng ta vẫn chưa biết được tung tích nằm ở đâu. Tại vì ở tập trước là thì mình nhớ thì như nào nhỉ? Tại vì rất lâu rồi mình chưa chơi lại. Nếu mọi người thấy là mình mới đăng clip tập 7, mình vừa mới đăng clip tập 7 lên xong thì ngay đúng cái đêm hôm đấy là mình đang quay cái này. Thì cơ bản là mình đã quay tập 6, tập 7 từ rất lâu rồi. Và hôm nay mình mới bắt đầu quay lại tới tập 8. Thì lâu mà mình không chơi nên mình không nhớ gì cả. Mình chỉ nhớ sơ sơ là cô Song vẫn còn sống và chú bán thịt, chú hàng thịt thì vẫn còn đang gọi là vi vu đâu đấy trong chợ. Mình đoán là trong tương lai gần chắc mình sẽ gặp lại ông bán thịt quá. Tại vì cơ bản là mình đâu có gặp ông cuối đâu. Lúc cuối là mình thấy, mình nhớ là nguyên cái chợ chết sạch hết. Nhưng mà về cơ bản thì ông bán thịt vẫn không xuất hiện. Cho nên là tôi vẫn nghĩ là đâu đấy nhá, là tôi vẫn còn có thể gặp ông. Ok, thì ở phần trước thì chúng ta đã phát hiện một không phải là phát hiện mà chúng ta đã gặp một tình huống rất là éo le, đó là Giang Mi, đó là một cái vị pháp sư cũng giống như là con bé Jason đấy, giống như bé Jason thì cũng là một trong năm người thuộc cái tổ chức thám tử mà đi qua The Comma để mà diệt quỷ cơ mà. Nhưng mà sau khi một pha ký tên hết sức là lậu của nhân vật chính của chúng ta thì Giang Mi bị đâm một phát xuyên tim hả? Chết đâu đấy luôn rồi. Ok, thì mình nhớ là sau khi mình đem thuốc về được cho Jason thì tập này mình phải đi lại về trường. Tại vì hình như con bé bỏ quên cái gì đấy, mình nhớ thế thôi. Để coi nè, con bé nó quên cái gì nè. Chúng ta sẽ gặp nhau tại sảnh của bệnh viện và chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Ok, vậy là mình đã phải quay trở lại bệnh viện. Tớ sẽ quay trở lại trường ngay bây giờ, đừng lo lắng. Ok, nhiệm vụ của mình là quay trở lại trường. Và lần trước là Jason đã cho mình một cái hộp diêm hả? Xem nào, lâu quá không chơi mình cách chơi rồi. Có một cái bật lửa này, một cái thẻ nhân viên, một thẻ đậu xe dưới hầm. Đây rồi. Đây. Tức là nó vẫn lưu lại những cái mà mình đã có mà mình chưa xài. Ở tập trước thì đã cho mình một cái hộp diêm để mình đi giữa đường. Tại vì ở cái chỗ mà đoạn đường giữa cái trạm cảnh sát và lại trường ấy, mà nó có rất nhiều cái con gọi là vong hồn theo dõi hả? Ok, cái lần trước là mình đã được một hot boy hết sức đẹp trai hả? Đẹp trai hay không thì chưa biết, tại vì chùm đầu chở mình đi chạy qua tuốt tới trường luôn, cho nên là mình không biết được. Ok, ui vẫn còn cay cái này này. Vẫn còn cay số mất điểm với cái cục pin này. Cay thế. Ok, rồi bây giờ mình sẽ phải đi về trường. Đi ra là đi luôn này. Ui, cái tiếng đóng cửa to quá, tôi đang bật tiếng game hơi bị to luôn á. Ô, ra được kìa. Ủa, lần trước là bị khóa mà. Đây có gì đây? Seo đã dùng những tấm bảng này để chặn cửa trước. Không bất ngờ lắm khi trước đó mình không thể rời khỏi đây. Nhưng mà tại sao lại ra được nhờ? Này tôi hơi bất ngờ nha. Thí dụ như ông Seo ông chặn rồi làm sao mà ra được, đúng không? Ê, anh cảnh sát đây rồi. Anh cảnh sát ma đây rồi. Một tên điên nào đó chặn lối vào. Ok, chắc là do anh này mở ra đấy. Tôi rất vui khi nghe anh mở cửa. Ok. Sisi anh. Arigato. À không, ở tiếng Hàn gọi là gì? Kamsahamnida. Ok, xếp game phát này, chờ tiếp này. Ok, trường học cách đây khoảng 1 cây số. Và Jesus nói rằng con đường ở đây những vong hồn điên loạn. Thì xem ta giải quyết vong hồn điên loạn như nào nè. Gọi cho Jesus nè. Gọi là lúc nào y hơn? Không phải. Gọi là nút N à? Không phải luôn. B là đồ này. À, B là điện thoại. Ok. Vậy Y là cặp. Bạn đây. Moshi. Chỉ mình đi bạn ơi. Mina có chuyện gì thế? Tao nghĩ rằng tao có thể đi bằng chân tới trường được bạn không? Có thể nào mà chỉ tao cách bay rồi. Tại sao còn không cố gắng thử xem. Ok, chỉ cần sử dụng hang quỷ. Hang quỷ. Đúng có nhiều khái niệm vậy.
Ok, nếu như là một cái hố đen vậy, và khi mình chui vô đó nó sẽ bay những khoảng cách khác nhau như teleport nữa. Nghe có vẻ giống teleport. Thôi nghe cái kiểu quay lạ thế nhở. Ông này kiểu ừ lạ đấy. Ok thì mình cần phải có cái cao xoa vong linh để đi qua những cái hang quỷ giống như là cao sao vàng à. Một vài thế đó là văn phòng cảnh sát, trong phòng máy điện. Ok, mình sẽ phải quay lại văn phòng cảnh sát. Đùa, nãy tao đứng chung mày luôn đó bé. Bé, tao đứng chung mày luôn đó bé. Nếu nói luôn, tao đứng chung mày luôn bé. Từ từ, sếp phát thưởng cho chắc ăn. Mình tại vì mình quay lại phòng cảnh sát rồi mà. Đúng không? Internet. Hãy tìm cao xoa vong linh là trong văn phòng cảnh sát. Mình quên mất là nó nói ở đâu rồi. À, phòng máy phát điện. Ok, về cơ bản thì cái lần trước ấy, cô đã bị sập hố khi phải rượt mình ở trong cái chợ đồ cai bi ấy. Nhưng mà mình nhận ra một điều là cô chưa chết và mình quên hết đường rồi. Vào đây là đi đi nhà vệ sinh, nhà vệ sinh mới có chỗ xuống. Đây. Ok. Phòng máy phát điện hả? Đi đây là xuống máy phát điện nè. Rồi. Uầy. Chị ôm cái gì kinh vậy chị? Có một cái gì đó kỳ lạ xung quanh bộ dụng cụ của cậu. À. Tôi gọi đó là Grasping Hand. Đây là một dự án tiềm thức là sao? Cậu nhớ hộp diêm đã đưa à rồi tiếp xài xào diêm rồi xào diêm rồi. Ok, từ bất cứ điều gì họ bảo vệ đều có giá trị. Thì mấy phần trước ấy, thì game nó có phân tích ấy, là ở cái thế giới được coma này thì tất cả những thứ xấu ở thế giới thật ấy, nó phản ánh lại, thì có vẻ như là những cái thứ này nó càng gọi là làm sao để bố mình sử dụng diêm bây giờ. Có thể chỉ tôi sử dụng diêm được không? Bạn có thể chỉ mình cách sử dụng diêm được không bạn ơi? Ui vậy rồi bạn ơi, ấn gì để xài diêm đấy bạn ơi? Có ai chỉ tôi cách xài diêm không? Đồ đằng nãy lo nói chuyện quá quên rồi. Chị ơi, đùa chứ chị có thể nào nói lại cách sử dụng diêm được không chị ơi? Ok. Đốt sáng một cái gì và giữ nó lại gần rồi. Ok, vậy là mình phải đốt sáng một cái gì đấy. Mình vẫn không biết phải đốt cái gì cơ. Đốt một cái gì đó mà đưa nó lại gần nữa. Là đốt cái gì ba? Trời game ẩn dụ quá vậy. Là sao? Không chỉ cách dùng nữa cơ. Sao nhờ? Ấn chuột rồi. Không ấn chuột được. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu khúc này. Tôi không thể hiểu được khúc này rồi. Khúc này tôi chịu đấy. Làm sao nhờ? Quay lại nào. Vì cái con này nó cứ me nó cào mình thôi. Ai đó chỉ tôi cách sử dụng được không? Đùa game đánh đố nhau vậy? Có tí thôi mà. Sử dụng nó để mở khóa các con đường kín và nhặt đồ.
là sao? Không được, không giữ dùng E được. Tập này là tập 8 là cách sử dụng diêm nha mọi người. Không dùng được này. Chịu ấy. Không hiểu. Thôi vậy thôi đi lên. Không chỉ dùng thôi bố mới dội. Dội đi lên. Dội. Thôi ra ngoài nào. Dội. Bố mới dội. Không chỉ đi thôi. Không dùng luôn. Không dùng mà vẫn đi được phải không? Hy vọng là không dùng vẫn đi được nha. Đùa nó bắt phải dùng. Nhưng mà bố mới kiểu đưa xong không chỉ cách dùng mà làm sao mà tao dùng được. Từ để tôi bình tĩnh lại xem nào. Giang My chết rồi. Vẫn còn số điện thoại Giang My à. Tính là đưa cho mình là đưa cho vui hay gì á. Không chỉ cách dùng luôn. Sao ta? Hay là xem nào. Mình có 200 quay diêm nè. Hai chục chứ. Quay. Không chỉ cách dùng. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ví dụ mình dùng thử cái này đi ha. Xong đấy mình load game lại nè. Di chuyển. Mọi người chờ mình tí. Ok thì coi như là sau 2 tỷ năm thì mình đã tìm được cách để mà mở được cái diêm lên, là tại vì mình không biết là phải ấn chữ T để bật nó lên. Quá là tuyệt vời luôn ha. Nãy giờ tôi đoạn này đoạn vừa rồi tôi cắt cái chứ không, mọi người không biết đâu, tôi ngồi nãy giờ đây mình nửa tiếng đồng hồ rồi đấy chứ không phải đùa đâu. Ok thì chúng ta sẽ load từ lần xếp trước và quay trở lại nè. Mình không biết mình cứ vào mình đứng đấn ngay cái chỗ con đấy thì không được là đương chuyện đương nhiên rồi. Ok chúng ta sẽ xuống hầm. Ủa, cái tiếng xuống cầu thang nghe y hệt những cái tiếng của con sóng đi lên nè à. Sợ á. Ok thì để bật cái diêm màu xanh này mình vẫn chữ T, còn lửa tôi quay diêm làm tan biến vào phòng xung quanh đừng. Ok mình tìm kiếm được một cái hộp cao này, cao sao vàng này, tạm gọi đây là cao sao vàng này. Chúng ta sẽ xúc tất cả những cái thứ trong đây thành tiếng Việt cho nó gọi là ngon lành cành đào. Ok thoa một ít trước khi đi vào hang quỷ này, nó giúp mình sẽ không bị té xé thành từng mảnh. Cậu thấy tìm thấy một cái trong phòng điều tra hình sự. Rồi. Vậy là mình sẽ phải quay lại cái phòng điều tra hình sự, điều tra tội phạm là phòng trên đây. À, một cái gì mà mình sẽ xài nhiều lần. Mình xin lỗi luôn bạn ơi. Mình ôi bạn nghĩ là mình né biết bao nhiêu thứ đi khùng ở trên đó xong bắt đầu giờ. Chỉ một cái thứ nhỏ bé như bạn mà cản được mình đó. Lên này. Lên phát nữa. Không được. Thôi chạy thẳng qua luôn đi ha. Chạy thẳng qua bên trái. À bên phải luôn ha. Thẳng qua bên phải rồi lên hai lần luôn đi cho nó dễ. Tầm này mà. Ơi em đùa ấy. Em vừa mới báo tin chị luôn á. Mình vừa định. Tầm này mà cô không cản được mình hả? Cô xuất hiện luôn. Ui mấy con đó vẫn ở đó đấy à, nó vẫn tiếp tục theo dõi mình đấy à. Này thế có hơi khắc khe quá không? Ôi Jason đi rồi, phòng này chống vánh rồi. Ôi không, kề xếp phát. Jason đi thật rồi à. Đùa. Cả ra nếu mà tính nha thì mình cũng thuộc cái loại là một số những cái con đường duy nhất để giải thoát cái ngày tận thế ấy. Rồi ấn lộn nút rồi. Mình mới vừa làm gì vậy? Từ. Thôi kệ, khỏi lốt đi. Lốt mất thời gian quá. Ui!
Ôi, cô tầm này có tuổi luôn, em nói thẳng nha cô, câu. Cô nghĩ mình thể làm gì? Cô nghĩ mình thể làm gì? Cô ơi. Cô ơi. Lệ ơi, ôi sai rồi. Mày. Đổi thừa này, tiếng game to quá làm tôi bị rối. Ok, trở lại này. Giật mình rồi. Cái đoạn đấy là qua phải, thứ nhất là qua trái hay gì ấy mà toán qua phải. Ủa thế là sai. Cay quá. Cay thế. Ok. Đi qua đi lên này. Tại sao mình lại ở phòng bảo vệ nha. À không, mình ở phòng bảo vệ đúng rồi. Khỏi lút lại đồ đỡ mệt. Để mà nói thật ấy thì đúng là cô tuổi thật. Tại vì cái tầm này là mình xử lý kinh lắm rồi, nhưng mà cái đoạn này hơi rối thôi. Hơi rối tí thôi, hơi rối tí thôi. Sao ấy? Em xin ít đồ chị ơi. Ui chị rên thấy ghê quá. Ôi mình nên kiểu như mấy cái đồ này là nó sẽ có nhiều đồ hơn, nhưng mà đồ nó cũng y vậy vậy chứ nó không khác. Ui. Ui. Thôi. Để cho trốn không? Tôi cho trốn mà được rồi. Ui càng ngày càng khó à. Ba nút một lần xong chơi. Xuống trái này. Ok. Ui ăn cái độc vào một đầu thế. Bây giờ là cô không có chém nữa, cô bắt là chết thôi. Cho nên là cô vẫn có tuổi nha. Cô vẫn thật sự có tuổi nha. Không đùa với cô được đâu. Đây phòng hành sự đây. Đây mình có một ít cái cao sao vàng gì đấy. Thì có đồ không? Em xin ít đồ chứ. Em mới mất cái đồ kia rồi. Ơi đây rồi. Vừa đúng luôn á. Vừa đúng cái mình cần luôn á. Rồi. Ồ, mình đã tìm thấy cái hang quỷ rồi. Nhiệm vụ bây giờ là mình sẽ bôi cao sao vàng lấy đi không? Ui cô ngay ngoài kìa. Tiếng cô rột ngay ngoài kìa. Trông giống như một đường hầm. Nè sao leo vào quá. Nè. Tôi có phải dùng cái cao sao vàng gì đấy không? Hay là tôi chỉ cần ấn leo vào được á? Để xem nè. Ồ, mình chưa chế xong cái súng điện nữa nè. Có nên chế súng điện không nhờ? Chắc thôi, qua cái nhiệm vụ ấy rồi. Rồi qua luôn nè. Ok. Ủa, cái tiếng đeo gì đây? Cái tiếng gì đây? Tiếng qua nào rên đây? Cái tiếng này là tiếng vừa sổ mũi mà vừa nhức đầu này. Phong thấp xong rồi vừa ho này. Ui viêm họng nghe khàn 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 này. Như mọi người đang nói bây giờ là naso hơi bị nhiều vậy. Ui rền kinh thế. Ok. Nó quay một phát ra trường luôn. Ô một phát qua trường luôn cơ mà. Mình không phải đi qua cái đường kia luôn. Ok, có người gọi. Ông thầy... Nếu như mọi người không biết ông thầy Chen, mình đọc là Chan đi sao? Tại vì mình hay đọc cái chữ đó là chữ Chan kiểu... Anh Mỹ ấy. Thì tiếng Anh bạn hơi ngu, nhưng bạn thích gọi là đã ngu mà còn nho ấy. Đây là đã ngu mà còn anh đấy. Thầy Chan. Thầy Chan là cái ông thầy tiếng Anh ở ngay tập 1 mà lúc mà mình mới vào lớp của Song thì cô Song giới thiệu. Có phải là Minabak hay không? Ui, tiếng Hàn hay nhờ. Ông này đọc tiếng Hàn hay nhờ. Ui đây rồi, thầy Chan rồi. Và nếu như mọi người không biết luôn á thì cái đoạn mà mình bị ngất đi trong tập 1 ấy thì có 4 người xuất hiện và có một cái ông kiểu như nó đã che ở trên rồi, nhưng mà nhìn vẫn y chang thầy Chan thôi.
Và ông này thì ông lại đeo cái dây chuyền, nó cũng na ná như cái dây chuyền hình tròn của Bác Cổ Song. Ok, giáo viên mới của Bác Cổ Song này rồi. Ông này là kiểu như giáo viên bản xứ ấy, dạy tiếng bản xứ ấy, nhưng mà ông lại biết nói tiếng Hàn Quốc. Tôi không phải là một giáo viên trung học của em. Ở đây ai cũng lạ cả. Ok, em chưa bao giờ gặp một người nước ngoài nói tiếng Hàn trôi chảy với tiếng gì đấy. Cô qua rồi á, cô qua tới đây rồi á. Yeso nói em là một cô gái rất có năng lực, cô ta rất ấn tượng với em. Ngoài ra thì em vừa ký tên và sau đó giết đồng đội của chú đấy, đồng đội của thầy đấy. Em rất có năng lực nha. Đây, cô đề thầy đề cập luôn này. Cô ấy là người rất khó tính. Có em cho tôi biết những gì xảy ra với Giang Mi, thật là bi thảm. Cái dù đó là bài tập. Đúng rồi, tại vì tao là thằng giảng viên tiếng Anh mà. Pháp sư thì pháp sư chứ. Bố mày cũng cần phải sống rồi hả? Ok, vẫn có tâm với nghề, vẫn cần làm nghề. Ok. Ok. Giải tiếp hiệu quả tốt cho một tình huống này. Dẫu sao thì chúng ta phải đến bệnh viện Sewa. Ok, mình bắt đầu nói lắp rồi. Rồi, nhiệm vụ của mình là đi lấy cái thẻ. Thì coi cho tôi biết là thẻ ở đâu không? Ui, cái gì bên kia đây? Ui, cái gì bên kia vậy? Mình có nhìn thấy không vậy? Ô, thẻ mình để ở đây nhưng mà hơi mất rồi. Ui, cái gì đây? Chị ơi, chị phải học sinh không vậy? Hay là chị lên tường, hay là chị kiểu quá nhìn kinh vậy này, kinh hơn bà cô xong nữa. Tôi nói thật này, bạn nhận được trang giấy bị rách, đọc phát cái đỡ đỡ run nè. Ngày kinh hoàng, Sumi, kẻ thù đã bao vây Busan và gia đình tôi mắc kẹt. Mà nếu như mọi người không biết thì mọi người xem tập trước là mình cũng nhớ mang máng là hình như là Sumi thì gia đình chuyển đến thành phố sống ấy, là chuyển đến Busan sống ấy, thì đúng nhở, thì ngay lúc đó là gặp chiến tranh luôn, cho nên là khá là không hay. Ok, im lặng quanh đài phát thanh này. Kiểu như mọi người bị cách ly ở ngoài, mọi người không có ra ngoài được, mà trong thời chiến nữa không có gì vui cả, chỉ ngồi nghe đài phát thanh thôi. Hồi đấy làm đã làm gì có smartphone hay là như nào đâu. Ok, một ngày nọ tin tức của tướng Douglas MacArthur đã vào đổ bộ vào Incheon và hạ cánh đến chúng tôi. Cảm giác tuyệt vọng. Ok, có vẻ như là phe Hàn Quốc đang thua này. Ui, nhìn kinh đây. Nhưng mà vẫy xẻ đùi này. Ui, vẫy xẻ đùi này. Tất cả những gì mình thấy được là vẫy xẻ đùi thôi. Mình phải nói chuyện với bà này mày. Ui. Ui bạn ơi, tớ không mong là mình sẽ đợi cậu đây lâu như vậy đâu Mina. Ui, cái tim này mình đục lủng một lỗ này. Nhìn giống bà Mina, giống bà Giang Mi á. Bà Giang My bị con đời xong ấy, con cô xong xuyên phát căng rồi. Sao con sợ dữ vậy? Đúng rồi, mày nhìn mày xem, không thực sự ra đây không có gương vậy, kiểu đưa xem mày xem mày có sợ ma không. Đi con. Đi con. Đi con. Phải như vậy luôn á. Ông làm sếp đi. Ui, nó cười kìa. Dayun. À, Dayun là con bé hồi 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 lúc đầu ấy, con bé hồi tập là con bạn thân của Mina ấy. Hơi trễ chắc cậu tìm chỗ nấp xung quanh đây. Đây có phải một vong hồn khác hay không? Ui, con này xấu quá. Con này là xấu quá. Ô, nó có cái thẻ T-Money nè. Lấy được cái thẻ của mình rồi. Trả lại cho tớ. Give it back. Give it to me. Give it to Ui. Con này nhìn mặt gian thế, kiểu như mình thấy ở trên 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 dưới lật nó cũng là người tốt mà. Nghĩa là thì vì sự đáng trí đó mà tao phải giúp cậu làm nốt cho vấn đề còn lại. Sao nó cười nghe kinh, nhìn kinh vậy. Con này giống như kiểu là cái con mà giống như xếp loại chung với lại ông cảnh sát ma với lại ông kiến sư ấy. Nhưng mà sao nhìn nó kinh vậy? Tôi muốn nói đây là lúc cậu trả ơn cho tớ. Làm mày không vui tí nào đâu. Không vui tí nào cả. Tớ cũng đâu có vui đâu.
Ủa, mày nhìn tao giống vui không? Nhìn mặt tao đi giống vui không? Ui con này nói chuyện kinh quá. Từ ngữ sức là chợ luôn nha. Bất cứ ai thì mà lý do tại sao tới là tức giận kiểu. Và là cậu là người nhất có thể làm điều ấy. Ui con này tức là nó ở ở cái thế giới thật thì nó đang giả vui thôi, chứ còn nó vẫn đang kiểu như trong người vẫn tức giận nhiều ấy. I just remember the first time we met. Đó là một cái lớp có người. Có sao cơ? Ui. Ui. Này bạn ơi. Đùa, thế là giờ mình phải chơi với nó đấy hả? Này kiểu hôm nay ngày tận thế đấy bạn. Tôi chưa đủ mệt hay gì. Người khỏa thân. Ok, mình sẽ phải tìm một cái lớp của người khỏa thân. Mình đoán là phòng mỹ thuật hoặc là phòng sinh học. Tại vì về cơ bản là tất cả những cái lớp khác này không 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 thể nào có cái có kiểu như vậy được. Có thể là phòng vệ sinh nhưng mà ta gọi là cái lớp rồi thì không như thế được. Người khỏa thân à. Tức là mình sẽ phải đi ra này, quẹo trái này. Ở đây thì không có phòng mỹ thuật. Ở đây không có phòng mỹ thuật rồi cho nên là mình đi ra quẹo trái đi xuống. 1 2 3. Nói chung là cũng đơn giản mà không có gì khó lắm. Dép này phát. Đùa. Kinh dị. Đứng đường đây. Giật cả mình. Ôi chỗ này bị khóa rồi. Từ 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 từ. Vào đây bày mưu tính kế cái đã. Chỗ này không đi xuống được này. Nhìn đau bụng thế nhở. Đi mỗi lần tôi lo lắng tôi sẽ hơi đau bụng một tí. Đi qua bên phải xuống. Phải xuống, nói chung là mình cứ tiếp tục phải trái thôi. Mình chỉ hơi sợ cái đoạn. Ui. Ok hơi hơi hết hơi tí. Hết hơi tí. Đứng này xoát lại hơi đã, tại vì cái con kia đang chạy lại gần á. Nếu mà mình cứ đứng đấy là không ổn thế nào cả. Ok, hết hơi này. Ô con này dạo này nó nhanh hết hơi thế. Chỗ này là bị chặn này. Ok, vào đây. Ôi, chỗ xếp sẵn luôn nè. Ok, xếp thôi. Ở đây có đồ nhưng mà mình không cần đồ lắm bởi vì mình đã full những cái món cần thiết rồi, máu cũng đã có rồi. Chạy qua bên này này, chạy xuống một tầng nữa, kiểu gì cũng phục ở đấy thôi à. À, 2 3. Tạm thời tôi nghĩ tôi nên đi bộ. Đây rồi. Một cái khóa phụ trợ cánh cửa. Cái đi thật sự ấy. Ui. Ui vào đây trốn tạm bạn ơi. Ui. Quay. Cái hồi mình ở trường làm gì có mấy cái này. Ui nhìn cái mặt ông này này. Ui đây nhiều đồ vậy. Bông băng. Tiền. Ok, có cái bình xịt nhưng mà quay cái phòng này là à cái phòng này là phòng y tế. Nếu như mọi người không biết á, thì ở phần 1 thì có vẻ như là ở cái phòng này xuất hiện một số cái drama nhất định. Để mình đọc xem lại xem nào. Đoàn tụ Sumi này. Tôi đến Song Gân và thấy phần lớn của vố chúng tôi đã chịu đựng chung số phận ở phần còn lại của thành phố. Ok, vậy chắc cái đoạn này là à, cái đoạn này số 10, phần 10 rồi thì chắc là sau chiến tranh đây. Sau chiến tranh thì chắc là lạc mất nhau. Ở phòng ngủ cũ của anh tôi đã từng chia sẻ này. Suho. À có một vị anh tên là Suho. Ồ có vẻ như Suho bị bắt đi 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 lính này. Thôi, ổng chết rồi. Thôi xong. Ông anh chết rồi. Đây, có một số cái drama trong cái phòng này đây. Biểu cảm của nhân vật nam bị phản bội với mắt ánh mắt tuyệt vọng. Có vẻ như anh ta là người nước ngoài. Có một cái mảnh giấy ghi nhớ. Tấn công tình dục à? Cô nghiêm túc đó chứ. Cô sẽ phá hủy danh tiếng của chúng tôi không?
Này nếu như mọi người không biết thì mọi người có thể bật lại phần 1 để coi nha. Tại vì phần 1 á là bà cô ở phòng y tế này nè, bà kêu là bà bị ông James Moss này ổng quấy rối tình dục. Nhưng mà ông này ổng lại kêu là không phải. Ông này nó kêu là không phải và kiểu như bà này là bả là người quấy rối, bả là người kiểu tống tiền ấy. Đây không phải là cô, đây không phải là cô Na, y tá trường sao? Tính ra trong một cái phòng mà nó có nhiều drama hơn tôi nghĩ luôn á. Lúc trước là cái phòng này là đã có cái vụ là bị ấy rồi. Rồi bây giờ mình phải kiếm chìa khóa đâu đây? Tìm nơi đầu tiên mà gặp Da Hin thì mình đã tìm được rồi. Nhưng mà còn chìa khóa ở đâu nhỉ? Đây có gì không? Ô mình tìm thấy một que diêm nữa này. À tức là mình có thể tìm thấy những cái que diêm trên đường mà mình sẽ sử dụng được. Những cái que diêm này hơi bị thoải mái này. Xem nào. Xem nào. Nó sẽ ở đâu được này? Sẽ ở đâu được đây? Ui. Hình của sông càng ngày càng nhiều ấy. Không có gì hết. Cái đoạn này nó còn bị tách ra nữa cơ. Sảnh trường. À nếu như mà giáo viên giữ ấy, từ để vào đây suy nghĩ này, nếu như mà giáo viên giữ ấy, thì có thể là nó sẽ nằm ở trong một cái chỗ nào đấy liên quan đến giáo viên, giáo viên có thể là phòng lưu trữ này, phòng chờ giáo viên này, vậy là mình phải lên một tầng lầu, lên không được rồi. Ôi trời ơi, ô kìa, à kịp cơ mà. Từ đứng hồi sức tí nè. Game này hơi lâu quá tôi không chơi nên phản xạ tôi hơi gà ấy. Game hơi mất thời gian. Chờ tí. Đồ mấy con kia khó chịu lắm. Nó đứng ở mọi nơi được ấy. Rồi. Vào đây, bày mưu tính kế tiếp nào. Ok, cái bên là phòng chờ của giáo viên rồi. Xong rồi tới văn phòng hiệu trưởng. Đây. Rồi, hy vọng là có gì ở đây nha. Đây, chìa đây, chìa đây, chìa đây, chìa đây. Đúng rồi, chìa đây, chìa đây. Nữa. Lại mật khẩu. Lớp học 3133. Ui dạy đố rồi nè. Tức là 31 là 1574 2368 và 432 1 là sao? 35 là 1818 thì không phải. Danh sách mật khẩu lớp tức là mình đang có mật khẩu đúng không? Mình đang có mật khẩu thì mình vô lớp nào cũng được đúng không? Sao đây lắc vậy? Ui đây lắc thế. Trời chỉ có giữ chìa khóa hay giữ cái gì không chị ơi? Chỉ có ít tiền này. Ok ít tiền là được rồi. Căng thế nhờ. Từ này để xem tại cái mảnh giấy tí nè. Nhiều nút quá. Xem lại nè là ở kìa, tức là giờ mình phải lên lớp 3-4 hả? 3-4 là trên đầu mình phát này. Ok chạy lớp 3-4 nè, trước hết là mình qua đây cái ổ chỗ này khóa rồi sẽ phát. Ui cổ kìa. Ui. 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 Bạn đùa tôi đấy à? Ôi. Ôi. Đùa cái trục phòng không phòng nào mở được à?
thôi. Tí thì ngỏm à. Ok, thế mình có mật khẩu để đùa à? Có mật khẩu để chơi à? Nào, thế là như nào? Càng càng khó hiểu nha. Một bản ghi nhớ với mã các lớp học để bảo vệ bằng mật khẩu này. Mà cái vấn đề là mình có mật khẩu mình lại không dùng được là như nào? Đánh đố nhau thế. Ui. Thôi thì cũng đã 30 phút rồi thì chắc mình sẽ dừng lại tầm này tại đây. Mà khó hiểu thế nhở? Là như nào? Nói từ đã. Tôi sẽ dừng lại tầm này tại đây nhưng mà tôi sẽ chơi tiếp. Để chia tập nhỏ đó cho công coi, với lại tôi sẽ có nhiều tập để tôi đăng hơn, đỡ bị mọi người chửi là tại sao lại đăng xong biến mất luôn hả. Ok, nếu mọi người cảm thấy video này hay thì để lại cho mình một like để mình có động lực làm những video sau, và lần này mình hứa chắc chắn là mình sẽ ra video thường xuyên hơn để cho mọi người cùng xem và mọi người có thể coi được bất cứ lúc nào. Chắc chắn là sẽ có điều đấy rồi đấy. Subscribe kênh, nhấn nút đăng ký và chọn chế độ tất cả để nhận được tất cả những thông tin mới nhất về kênh của mình, những video sau và những cái mà mình upload tiếp theo và những dự định của mình. Ok, share cũng được, share các nền tảng như Facebook, Zalo gì đấy, nhưng mà mình không khuyến khích share lắm, tại vì có vẻ như nó sẽ là một điều khá là khó chịu trên cái new feed của mọi người ấy. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Appreciate that.